Hả? Đây 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 đây. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và trong thời gian dưới 2 tập thì mình đã hoàn thành cái căn nhà của mình rồi các bạn ơi. Cũng như là mình đã trang trí sơ sơ lại rồi. Bên trong ngôi nhà vẫn như cũ, đó chính là khu vực enchant của mình. Ở phía trên thì sẽ có một ít đèn nè để mình có thể thắp sáng vào ban đêm. Và ở phía sau của ngôi nhà là một cái ban công để mình có thể ngắm ra bên ngoài nè. Và bây giờ thì mình sẽ ra mặt trước nha. Mặt trước thì mình đã trang trí được một ít ấy, nào là con đường này, một cái hồ nho nhỏ cũng như là một ít lá cây thôi. Đó, như vậy thì mình đã có nơi ở cố định rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ ấp một cái quả rồng tiếp theo nha các bạn. Hôm trước thì mình có nhặt được một cái quả trứng rồng nước ở đây này. Đó, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ ấp quả trứng rồng nước này luôn. Đầu tiên mình cần phải có một block nào đó để đặt quả trứng lên trước cái đã. Và mình sẽ ấp ngay cái chỗ mà mình trồng mía này luôn nè, tại vì nó có cái hồ khá là đẹp. Rồi, giờ thì mình sẽ trèo lên đây một cái và đặt cái quả trứng rồng xuống. Kế tiếp thì mình chỉ cần chạm vào quả trứng rồng thôi các bạn ơi. Như vậy thì quả trứng rồng đã tiến hành cái quá trình ấp rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp vũ khí của mình lên, cũng như là nâng cấp cái bàn phù phép lên ấy. Bàn phù phép hiện tại của mình thì nó sẽ ra dòng ngẫu nhiên thôi à. Nên mình muốn ra những dòng mình thích thôi. Mình sẽ cần phải có vàng này, một cái quyển sách và bút lông, cũng như là hai cái cục hắc diêm thạch để có thể nâng cấp lên ấy. Giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu đi tìm mực thôi nào, tại vì cần có mực á thì mình mới có thể làm được cái quyển sách và bút lông. Hôm trước mình thấy ở gần đây hình như cũng có mực thì phải. Rồi, mình đã ăn no và sẽ ui đây nè, đây nè. Cuối cùng cũng tìm ra được mực. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy ít mực về nha. Rồi, được một cái túi mực. Một túi mực là vừa đủ để mình có thể làm được một cái quyển sách và bút lông ấy. Giờ thì mình sẽ trở về nhà và bắt đầu chế tạo luôn thôi. Và kế tiếp thì mình cần phải có một cái cọng lông gà cũng như là một quyển sách, đúng không? Mình sẽ lấy một cái quyển sách ra trước. Và lông gà coi nào, không biết đây, lông gà trong đây mình còn luôn. Mình sẽ lấy ra một cọng và sau đó ấn vào công thức thôi. Sách và bút lông nè. Kế tiếp thì mình cần phải lấy ra thêm ít cái hắc diêm thạch nữa. Hắc diêm thạch hôm trước mình có đầu dư ra ở đây nè. Rồi giờ thì mình cần thêm vàng nữa là xong. Đây có vàng ở đây luôn. Và giờ thì mình đã có thể nâng cấp lên cái bàn. Mình còn thiếu mắt của Ender. Đây có ngọc Ender nè. Và như là cần phải có bột quỷ lửa nữa thì phải. Đây có bột quỷ lửa luôn nhá. Rồi vậy là mình đã có được một cái mắt của Ender. Và bắt đầu nâng cấp cái bàn enchant lên thôi nào. Ten. Được một cái enchant table rồi. Mình sẽ vào trong nhà này để đặt cái bàn enchant xuống, cũng như là đi ngủ một cái nha các bạn. Đó, giờ thì mình chỉ cần cho vũ khí, công cụ, áo giáp của mình vô và chọn cái dòng mình thích thôi. Coi nào, mình có được 30 level hả? Mình định enchant hai cái kiếm của mình trước nè, để mình có sức tấn công tốt hơn á. Đây, nâng cấp cái kiếm này trước đi. Mình sẽ nâng cho nó cái dòng sắc bén 5 nè. Mình sẽ tốn hết 189 điểm kinh nghiệm luôn. Ok, chắc em chanh luôn đi. Đó, được một dòng rồi. Kế tiếp thì mình sẽ ép thêm cái dòng nhạc để mình có thể nhặt thêm những cái thứ. Ủa mà dòng nhạc tốn nhiều quá à. Ô, nhạc chắc từ từ ép sau đi. Ép dòng nhạc là hết kinh nghiệm luôn á. Rồi, tới cây kiếm này cũng vậy. Mình sẽ ép cho nó cái sắc bén 5 luôn nhá. Sắc bén 5 thì tốn khá là ít kinh nghiệm các bạn ơi. Vậy là mình đã có cặp kiếm katana, có được dòng sắc bén 5 rồi. Kế tiếp thì mình sẽ coi nào, có vô hạn không? Có vô hạn luôn hả? Ồ, nếu mà có vô hạn thì chắc mình sẽ vô trong nhà đi. Để mình công ra bên ngoài này chứ. Để mình chế tạo một cái vũ khí mới các bạn ơi. Cung này thì nó chưa có sức tấn công tốt nhất đâu. Ở đây còn có những cây nỏ nữa. Mình sẽ làm hẳn một cái cây nỏ bằng kim cương luôn nè. Công thức thì khá là rẻ. Và làm hẳn một cây crossbow bằng diamond luôn nha. Kế tiếp thì mình cần phải chế tạo mũi tên đặc biệt nữa. Công thức của cái bon, à không, nó cần hạt sắt và một sắt thôi. Vậy là mình đã đủ để chế tạo được một cái cây bon luôn rồi. Đây, hy vọng là có dòng vô hạn nha. Nè, có dòng vô hạn luôn. Tốn 378 điểm kinh nghiệm thôi. Nhưng mà cũng được á. Enchant một cái nè. Vậy là mình đã có được một cái cây nỏ kim cương vô hạn rồi. Giờ mình cần enchant nó thêm dòng sức mạnh để cho nó bắn tốt hơn. Và dòng chậm hỏng. Chậm hỏng thì chắc mình sẽ ép sau đi. Tạm thời thì nó cũng khá là tốt rồi đó. Và áo giáp của mình thì chắc mình sẽ đổi đi, mình không mặc áo giáp kim cương nữa. Hôm trước mình có làm thịt được một cái con rồng lửa đâu rồi. Đây, con rồng lửa bronze này. Mình sẽ chế tạo một bộ giáp bằng vải của con rồng bronze này nhá.
Đây áo giáp nè. Kế tiếp là làm cái ủng đi, một cái nón nè, và cuối cùng là một cái quần. Đúng rồi, một cái quần, và mình sẽ chừa lại một ít để có gì mình nâng cấp cái chất lượng nó lên nhá. Đồ thì thỉnh thoảng nó sẽ ra chất lượng không tốt các bạn ơi, nên mình cần phải dự trữ thêm một ít vải nè. Ui ui, cái này nó cho mình thêm nửa bước chân nữa nè, là có nghĩa là mình nhảy cao hơn đó các bạn. Tốt tốt tốt. Cái quần thì sao? Cái quần thì chưa có chất lượng. Còn cái áo thì cũng chưa có chất lượng luôn, và cái nón cũng vậy. Không biết có nên thử vận may không ta. Mình nghĩ là nên thử vận may một lần các bạn ơi. Này, mình sẽ lấy cái nón ra trước nè, cho vô đây coi, hy vọng sẽ ra cái chất lượng tốt tốt cho mình nha. Masterful luôn. Ui khá là may mắn đây. Kế tiếp là cái áo giáp coi, hy vọng cũng là Masterful luôn nha. Ten ten. Ui nó trừ rồi, trừ hết một giáp rồi. Ôi cái này thì kháng đẩy lùi nè, tốt á. Mặc vô nè, và cuối cùng là cái quần nha. Búp. Vậy cộng khả năng cộng giáp phép thuật hả? Khiên phép thuật chứ. Ok, tạm thời thì lấy luôn cái dòng khiên phép thuật này luôn đi. Như vậy thì mình đã có được một bộ giáp rồng hoang dã đầu tiên rồi các bạn ơi. Với lại có được một cây nỏ mới nè. Rồi giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là chuẩn bị một vài thứ cần thiết để cho chuyến khám phá ngày hôm nay nhá. Mình đã dọn dẹp lại đồ rồi, và giờ thì mình sẽ mang theo cái giường cũng như là cái ba lô này, sau đó cưỡi bé Mimi và đi khám phá thôi các bạn ơi. Hổm rày thì mình đã khám phá xung quanh nơi này gần hết rồi, có hướng đông nào mình chưa đi lần nào, nên hôm nay thì mình sẽ đi về hướng đông thử xem coi hướng này có cái gì đặc biệt không nha các bạn. Ui và có một cái ngôi làng nữa. Ui ngôi làng này ngay cái chân của cái ngọn tháp này luôn nè. Ôi nhà dân làng đã bị cái tòa tháp này chiếm hết phân nửa rồi. Ui mình, ui chết rồi, mình lỡ chui vô tòa tháp này luôn rồi. Ok lỡ chui vô thì chiến đấu một xíu rồi nào. Ui chết chết chết. Ui mình phải cứu bác dân làng ra mới được. Mấy tên dân bay này chuẩn bị ăn thịt bác dân làng nè. Chạy ra ngoài mấy bác dân làng ơi. Ui đập 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 cái này ra, để không thôi là mấy bác dân làng bị ăn thịt đó. Rồi rồi chạy chạy mấy bác dân làng ơi. Sẽ đập mở đường cho bác. Ui ôi mình phải cứu bác dân làng ra mới được. Mấy tên zombie này chuẩn bị ăn thịt bác dân làng nè. Ôi mình phải cứu bác dân làng ra mới được. Mấy tên zombie này chuẩn bị ăn thịt bác dân làng nè. Ôi mình lỡ tay mình đập một phát cái bác dân làng kia ngổn ngũ tỏi luôn rồi. Mình chỉ muốn đập cái block thôi mà ai dè. Ôi mình vô tình hại một bác dân làng rồi. Ủ đây luôn á. Ok dù sao thì mình cũng giải cứu cho được hai bác dân làng kia rồi, xui cho bác dân làng hồi nãy ghê luôn á. Giờ mình sẽ tạm thời đóng cái cửa này lại để cho mấy bác dân làng đừng có chui qua cánh cửa đó nữa nha. Còn giờ chắc mình sẽ còn nhà bác thợ rèn nữa thì sao ta. Quên nữa, ở đây mình gặp nhà của bác thợ rèn nè. Vô trong đây coi coi có đồ gì đặc biệt không. Ui mình biết công dụng rồi, cái này là cho mình thêm nửa bước chân, giống như là mình di chuyển lên một block giống như là đi trên slab đó các bạn, nó sẽ không bị mất cái thao tác mà mình nhảy lên ấy. Wow tiện nha. Ở đây có thêm ít thức ăn nào mình sẽ mang theo trên đường đi luôn, và nông sản hả, mình sẽ lấy ít cái khoai tây về nhà có gì nhân giống ra. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở lại bé rồng nè, sau đó tiếp tục đi về hướng biển thôi. Chết chết cái cửa của bác dân làng nữa. Thôi mình sẽ vứt lại đây đi. Cửa của người ta tự nhiên mình đem theo mất tiêu luôn rồi. Rồi giờ thì đi về hướng đông tiếp nào bé rồng ơi. Ui đây gần vùng đầm lầy nữa nè. Ui chết rồi chết rồi. Ôi đừng đừng có xuống nước bé rồng ơi. Chết rồi, mình bị mê hoặc rồi. Bé rồng của mình chạy đi đâu mất tiêu luôn. Lẹ 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 còn dẫn bé rồng về nữa. Đúng rồi đừng có xuống nước em ơi. Đi ra chỗ khác, mụ tiên cá giả mạo này. Đi ra chỗ khác đi. Đi ra. Mê hoặc người ta nè. Rồi, ổn rồi đó. May mà bé rồng của mình không có chạm xuống mặt nước á, nếu không thôi là sẽ bị dịch chuyển đến một nơi nào đó mà mình không thể nào tìm được đâu. Rồi rồi rồi, dừng chân một cái cho anh đậu lên nào. Rồi, cưỡi lại được bé rồng rồi. Và mình đã tới cái vùng đất băng giá rồi các bạn ơi. Ở đây có vẻ khá là nhiều ngôi làng luôn nè. Bé rồng ở đây nhá. Mình sẽ vô ngôi làng coi coi có gì đặc biệt không nha các bạn. Ở đây còn có mấy bác dân làng chuyên bán mấy cái cây spear ấy, dùng để câu cá rất là dễ. Nên mình sẽ coi coi có bác nào đổi không nhá. Nè nè nè.
cái cây này nè. Coi coi bác này đổi một tuyết, đổi lấy một sapphire. Nhưng mà lại đổi sẻn rồi. Mấy bác này cho mình coi cái cây spear mà không có bán cho mình gì trơn á. Dùng sapphire để đổi mana cất ship hả? Xương rồng. Khó rồi. Còn ngôi làng bên đây thì sao ta? Ngôi làng bên đây cái giếng nó cũng đóng băng mất tiêu. Coi bác này, coi bác này là ngư dân nè. Vậy là chỉ có bác ngư dân thì mới có thể đổi ra cây spear thôi. Nhưng mà mình không có mang theo cây sẻn ấy. Chắc ở đây mình sẽ làm dấu đi. Mình sẽ đặt là Snow Village đi nhá. Để có gì mình sẽ trở lại đây và đổi mấy cây spear. Rồi sau đó câu cá thâm phục mấy bé rồng thôi. Bác này là Shaman này, dùng để đổi mana cất ship hả? Và may mà khu này không có rồng á. Phải có rồng thì mệt cho mấy bác dân làng ở đây nữa. Phải chống chọi với cái lạnh ở đây nè. Và sức tấn công của mấy cái con rồng khác. Rồi giờ thì mình sẽ cưỡi bé rồng và tiếp tục đi về phía trước thôi. Ui không, có rồng. Mới bảo không có mà đã gặp một con rồng mà bắn rồi kìa. Giờ chính là lúc mình có thể test sức mạnh của cái cây nỏ này rồi các bạn ơi. Này thì là rồng nè. Ui, một hit rồi. Cây nỏ này không biết nó có mạnh hơn cung nữa. Mình nghĩ là sẽ mạnh hơn rất là nhiều á. Vì mình đã enchant cho nó cái dòng sức mạnh 5 rồi. Ui, nó còn cắm đầu xuống để phun ra những cái làn tuyết kìa. Con này là con rồng tuyết các bạn ơi. Chịu thua đi. Ui, mình bắn trúng vô cái cục cát rồi. Và có vẻ nó chưa có thấy mình hay sao ấy. Hình như nó vẫn chưa thấy mình các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ áp sát lại để tiêu diệt nó nha. Lại đây nào anh bạn, 2 hit nha, 2 hit rồi. Không biết bao nhiêu hit sẽ có thể tiêu diệt được con rồng này đây. 3 hit nè. Wow. Khỏe đấy, 4 hit nè. Ui, đây là chỗ nào mà có cái nó gấp mình. Này thì gấp mình nè. Sẽ sử dụng cặp katana này để có thể tiêu diệt con rồng này nhá. Dám. Ui, cái này có gai. Ui, cái gai mà nó phun ra sẽ gây sát thương á bạn ơi. Này thì gấp mình nè. Gấp mình hả? Dám gấp mình. Không biết mấy gì bác. Ui, nó làm một phát hư hết nữa cái nhà rồi. Nhà bác dân làng bị hư hết phân nửa rồi nè. Ui, mấy cái gai này nguy hiểm. Dám đánh mình. Ui, làm gì? Dám phá làng nè. Này thì phá làng hả? Mình sẽ đánh cho nó không kịp trở tay luôn. Này thì là rồng nè. Kiếm mình giờ khá là khỏe đó các bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể đánh bại con rồng này dễ dàng nữa. Ui, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã bị hạ gục rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc đó là lấy thịt con rồng này nhá. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Và tuyết thì chắc mình sẽ lấy để có thể trao đổi với mấy bác dân làng luôn. Đây nè, được 4 rồi. 5 và 6, được 6 cái khối tuyết. Rồi giờ thì mình sẽ vứt bớt thịt zombie ra, vứt bớt đất và lấy đồ trong con rồng này thôi. Không biết có rơi ra trứng rồng không nữa. Con rồng này chắc không rơi ra đâu, nó còn bé mà. Nhưng mà nó lại rơi ra cho mình được 18 cái vải rồng trắng hả? Và con rồng này chỉ mới cấp độ 3 thôi. Thường thường những con có cấp độ càng cao thì sẽ tăng cái tỷ lệ nhặt được cái quả trứng rồng hơn các bạn ơi. Nên mình cần phải tìm những con có cấp độ cao hơn mới được. Đây là spawner của cái con nhện trong cái tòa tháp này nè. Và không có đồ xịn nên chắc mình sẽ không lấy đâu. Bên đây tiếp tục là ngôi làng. Có vẻ ngôi làng ở đây khá là rộng á. Ôi, đằng kia tiếp tục là làng kìa. Dụng băng tuyết này có vẻ khá là nhiều bác dân làng sống luôn á. Nhưng mà nãy giờ mình đi thì mình cũng quên dẫn theo bé rồng Mimi của mình nữa. Nên giờ chắc mình sẽ trở lại và dẫn bé rồng Mimi đi chung luôn nhá. Lỡ một hồi quên á thì mất công trở lại. Rồi lên đường tiếp thôi nào Mimi ơi. Ui. Ở đây còn có nhà có mấy bé gấu nữa nè. Chưa để mình coi mình sẽ đổi cái cây spear để câu cá nha. Bác này đổi 4 lần hả? 4 không biết có đủ không ta. Mình cần tìm cái bác nào đổi một tiết, đổi lấy một cái cục sapphire. Cái bác đó thì mới rẻ được. Ui, bác này bán mắc quá. Hồi nãy mình có gà mình gặp bác kia đổi có một tuyết thôi. Ủa, bác đổi một tuyết đâu rồi? Hình như bác đổi một tuyết không có ở đây rồi. 19 tuyết nữa. Ủa, gì bác đổi một tuyết đâu? Giờ mình không có cái viên sapphire nào trong người hết trơn á. Ui, ở đây có bông hoa hình như là... Cái này là Frost Lily, dùng để chế tạo cái bát súp á các bạn ơi. Đúng không? Đúng rồi, bát súp để lai rồng băng nè. Ủa, cái bát hồi nãy đâu ta? Chắc mình lạc bác kia rồi. Để mình đi một vòng nữa coi có gặp bác đổi một tuyết không nha các bạn.
Ấy nè, bác đỡ một tiếc nè. Cuối cùng thì cũng gặp bác ta rồi. Giờ thì mình sẽ trở lại qua bên này để mình có thể trao đổi với cái bác nào bán cây cần câu ta? Ủa, cây spear ta? Bác này đúng không? Ba nè, đúng luôn. Mình sẽ đổi một cây mang về. Và mình cũng có thể bắt cá ngay bây giờ luôn á các bạn ơi. Để bây giờ mình đập một ô nước đi. Chỉ cần một ô thôi cũng được nữa là mình có thể bắt đầu bắt cá rồi. Cho cá đi nào, mình cần cá để cho mấy bé gấu ăn ấy, không biết gấu có chịu ăn cá mình cho không nữa. Nhưng mà mình sẽ thử nhá. Đó, chỉ cần đứng đây và đâm 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 xuống nước thôi là... Ui, nhưng mà sao toàn ra cá nóc không vậy? Cá nóc không vui đâu nha. Cho cá hồi hoặc là cá ngừ đi. Đó, phải vậy chứ. Màn đêm cũng đã buông xuống rồi. Giờ chắc mình sẽ đặt cái giường xuống để mình có thể qua đêm một giấc ở cái khu vực băng giá này nhá. Rồi sáng thức dậy câu thêm vài con cá nữa, rồi chúng ta sẽ cùng nhau cho gia đình gấu ăn nhá. Đây. Coi nào, được được 2 cá hồi và 3 cá hề cũng như là 2 cá tuyết nữa. Được được á. Làm thêm một lần nữa. Ui, nhưng mà cái này nó khá là mau hư các bạn ơi. Giờ nó đã hư được một đoạn rồi nè. Mình sẽ câu thêm một con nữa rồi đi thôi. Giờ chắc là cho gấu Bắc Cực ăn được rồi đó, chỗ bé rồng đúng không? Đây đây đây, 2 mẹ con gấu nè, sẽ lấy ra những con cá mà mình bắt được. Ủa, không chịu ăn hả? Ồ, có vẻ gấu Bắc Cực không chịu ăn rồi. Mình sẽ vứt ra đây đi, để có gì thì ăn thì lấy nhá. Rồi giờ thì bye bye 2 mẹ con gấu, mình sẽ tiếp tục lên đường thôi nào. Nãy đi được một đoạn rồi, mình sẽ băng qua cái khu vực băng giá này luôn. Nãy giờ đi đúng hướng không ta? Mình sẽ trở lại chỗ của mình coi. Ôi, nhưng mình đi lệch về hướng đông bắc rồi, mình cần phải đi xéo hướng bên đây một xíu nè. Đi một hồi lại lệch hướng rồi các bạn ơi. Có vẻ đây là một cái vùng băng tuyết vĩnh cửu rồi nè. Quá trời tuyết phủ luôn ấy. Mình không thích mấy vùng tuyết này cho lắm, nhưng mà được cái chỗ này thì mình lại có thể chạm trán với mấy cái con rồng băng ấy. Mình sẽ có thể nhặt được những cái vải rồng băng và mang về chế tạo áo giáp. Nhưng mà chỗ này thì khắc nghiệt lắm, sẽ cố gắng vượt qua khu này càng nhanh càng tốt. Ui chết rồi, 2 con rồng luôn, một con đằng kia và một con đằng này. Nhưng mà con đằng này nguy hiểm hơn nè. Mình sẽ xuống đây để tiêu diệt nó trước nhá. Nó rất là gần mấy cái bác dân làng đây luôn á. Mình không tiêu diệt nó thế nào nó cũng ăn thịt mấy bác dân làng cho coi. Đây con rồng nè. Chịu thôi. Ui no. Tại sao lại quấn bác dân làng? Hắn đóng băng hết bác một bác dân làng nữa. Dám ăn thịt bác dân làng, dám ăn thịt bác dân làng nè. Dám ăn thịt. Chạy đi bác ơi, chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi. Dám ăn thịt bác dân làng á? Ai cho người ngươi làm vậy hả? Mình sẽ dùng cái nỏ này bắn người một phát nào, sau đó bắn đánh về tiếp. Dám ăn thịt bác dân làng. Ui, kiếm mình giờ đã 85 sức tấn công rồi, 2 cây là rất là mạnh rồi đó. Nhưng mà mình vẫn chưa thể nào mà đánh con này nhanh được. Vậy là mình cần phải có một loại vũ khí xịn hơn đó mọi người. Ui, chạy đi đâu? Ui, nó cũng lộn nhào để có thể chạy nữa hả? Ai cho người chạy như vậy? Dám chạy nè, chạy nè. Người lộn nhào hả? Ui, mấy con này nó lộn nhào ghê quá. Mình phải sẽ tấn công nó trên cao luôn. Lộn nhào với ai? Lộn nhào với ai đây? Ui, nó phá ghê quá. Lộn nhào nè, này thì lộn nhào. Ôi, nhưng mà mình không cứu kịp cái bác dân làng hồi nãy rồi, lỡ lỡ bị con rồng ăn thịt luôn rồi các bạn ơi. Ui, tiếc cho bác dân làng ghê luôn á. Ui, mình đã gán lại nhanh nhanh rồi mà vẫn không kịp. Con rồng này mình sẽ để đây đi. Bây giờ mình sẽ qua bên đây để thịt nốt cái con rồng bên đây luôn nhá. Ui, 2 con rồng ở cạnh làng hết trơn luôn. Ôi, con rồng này bay đi đâu rồi? Ủa? Ủa, nó mất tiêu rồi ta. Hình như nó nghe mình giết con rồng kia nó sợ nó chạy rồi. À đây 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 đây, nó không chạy đâu. Nó núp ở đây nè. À, tắc quái đây hả? Sẽ combo nó liên tục như vậy nè để cho nó không kịp đỡ tay nha các bạn. Này thì bay hả? Bay đi anh bạn. Ui, ui, gấp gấp mình nè, gấp mình nè. Hay cho người gấp hả? Khi mà nó gấp mình lên đó. Ui, thì nó sẽ chuẩn bị bay đó thấy không? Nó phun một phát một là đóng băng cả nguyên một cái cây á các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Ui, nó còn nó bay chưa kìa. Mình thấy những cái con rồng băng á thì nó sẽ di chuyển linh hoạt hơn những cái con rồng lửa rất là nhiều. Và nó còn có tuyệt kỹ là đóng băng kẻ thù nữa chứ. Ui, hình như nó có sở thích là đóng băng xong mới ăn hay sao ấy. Hồi nãy rõ ràng mình thấy là nó đóng băng bé dân làng trước khi ăn thịt á. Dám đóng băng người khác hả? Tội này là phải chịu chết mới được nè. Đóng băng người khác hả? Chịu thua đi.
không? Cái vũ khí của mình giờ còn yếu quá à. Mình phải cố gắng tìm và chế tạo một cái vũ khí mới có sức tấn công cao hơn 8-5 này thôi thì mình mới có thể giết những cái con rồng này dễ dàng được. Còn những cái con rồng ở dưới hang nữa kìa, nó sẽ khỏe hơn mấy con này gấp 2-3 lần lận á. Chắc mình sẽ không đánh nổi mấy con ở dưới hang đâu, nhưng mà từ từ mình sẽ cố gắng tiêu diệt hết. Và cuối cùng thì cũng đã làm thịt được cái con rồng băng thứ hai này rồi. Giờ thì mình sẽ đẩy cái xác con rồng này xuống phía dưới để mình có thể bắt đầu lấy đồ nha. Không sao, đứng ở đây. Ui, chết, mình bị băng đâm. Mình sẽ vứt bớt mấy cái tuyết đi, nó rơi ra quá trời tuyết với băng rồi nè. Vứt bớt ra, rồi sau đó sẽ bắt đầu lấy thịt thôi. Ôi, lấy dao chém luôn nè. Và coi nào, tìm rồng, vải rồng trắng nữa, tuyệt vời. Vậy là mình đã có tổng cộng được 42 cái vải rồng trắng luôn. Cộng thêm vải rồng, quên, còn phải lướt đồ trong hang nó nữa chứ. Trong hang nó cũng có đồ á. Ủa, cái tổ nó đâu ta? Tổ nó đây đúng không? Ui, cái này có thịt thỏ nè. Hình như nó mới ăn thịt thỏ xong hay sao ấy. À, đây, rương đây. Rương nó có silver và một cái thanh kiếm bằng bạc luôn. Được á. Và bên đây thì sao? Đập cái này ra coi. Cái này thì được một cái silver chest plate, một cái áo giáp bạc và một cái rương bên đây nữa. Nón bạc nè và bạc nugget. Có vẻ là hết rồi đó. Mình sẽ trở lại cái ngôi làng băng bên đây nhá. Bé Mimi vẫn còn ngồi đó kìa. Chắc có giáp kim cương chắc cũng không có lạnh lắm đâu. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu lấy thịt của con rồng bên đây. Hình như con này cũng là rồng rồng trắng á các bạn ơi. Ui, nó rơi quá trời vải luôn. Ui. Không, con này vải khác rồi. Con này là rồng bạc rồi. Vậy là mình đã tiêu diệt được hai con rồng trắng và một cái con rồng bạc. Phải chi nó chung một loại vải thì mình sẽ dễ hơn á. Chứ khác vải như vậy thì phải tìm thêm thì mới có thể chế tạo áo giáp được. Iron Jacqueline thì chắc mình sẽ không lấy đâu. Và có vẻ ở đây hết đồ rồi. Giờ thì chắc mình sẽ cưỡi Mimi và tiếp tục đi khám phá nha các bạn. Cất đồ vô cái ba lô luôn đã. chuẩn bị đi thì mình phát hiện ở đây có một cái tên Battle Tower Boss nè. Mình sẽ tiêu diệt hắn thử coi coi được không nhá. Đứng trên đây bắn luôn. Chịu thua đi. Ủa, hình như bay thì mình sẽ bắn không có chính xác hay sao ấy. Thôi kệ, mình sẽ đứng trên đây và quánh hắn luôn đi cũng được nữa. Rồi, ui. Chuẩn bị rớt rồi. Đánh nhau nè, đánh bé rồng ơi. Đánh hắn đi. Đúng rồi, cho bé rồng mình cạp hắn nha. Rồi, để coi nào, sức mạnh của bé rồng của mình sắp được phát huy rồi nè. Cố lên em ơi, cố lên. Hắn đánh không xi nhê bé rồng của mình luôn. Và hắn bị cạp chết queo rồi. Coi nào, trong đây có kim cương, vàng, yên cưỡi nè. Thôi chuẩn bị nha, đợi anh xíu. Anh lút thêm cái rương này nữa đã. Rương này không có đồ. Rồi, chuẩn bị giọt thôi các bạn ơi. Nó sắp nổ rồi đó. Ui vô, bé rồng có sao không? Đi em ơi. Đánh nhanh rút gọn thôi. Rồi, đi tiếp về hướng bên này coi nào. Lại là một tòa tháp nữa kìa các bạn, nhưng mà đồ nó không có xịn ấy, cho nên mình sẽ không đánh nữa đâu. Để không thôi thì lại mất thời gian với mấy cái con boss trong đó nữa. Và bên đây lại là một cái ngôi làng băng nữa nè. Và một con rồng nữa. Hôm nay chắc mình sẽ tiêu diệt hơi bị nhiều mấy con rồng nha. Và như con rồng lần này là một con rồng Sapphire các bạn ơi. Và có thêm một quả trứng nữa kìa. Ý, được á. Rồi, giờ tiêu diệt nhanh cái con rồng này, còn lượm quả trứng rồng bầu trời nữa. Chịu thua đi. Vào cận chiến. Dám đánh nhau với mình hả? Rồi, đánh nhau nào. Bé rồng, cắn hắn. Cắn đi bé rồng ơi. Đúng rồi, để coi bé rồng mình cạp mấy hit nha. Nghĩ sẽ nhanh thôi. Mình thì sẽ không mạnh bằng bé rồng của mình đâu, nên mình cứ quan sát cho bé rồng mình tấn công thôi các bạn ơi. Này, chuẩn bị chầu diêm vương đi. Rồi, đúng rồi. Bé rồng mình đã thắng rồi. Hay quá, giờ mình sẽ thưởng cho bé rồng của mình một miếng bò bít tết nha. Đây, ngồi xuống nè. Ăn đi, rồi sau đó ngồi xuống đây đợi anh lút đồ của con rồng này nha. Rồi, coi nào, con rồng này là nếu mình nhớ không nhầm thì nó là rồng Sapphire các bạn ơi. Đúng không? Không, con này là rồng xanh rồi. Nhưng mà sao cái cánh nó rất là giống màu của Sapphire luôn á. Và bên đây thì nó chỉ rơi ra có 14 cái vải thôi à. Và rất là nhiều cái silver nugget nè, cũng như là bạc và mana kết xếp. Rồi, giờ mình sẽ lấy hết mấy thứ này về. Còn cái nón thì mình sẽ không lấy đâu. Bên đây thì lại là bạc thôi. Cũng được. Và cuối cùng thì... À đây còn một cái rương nữa, tưởng đâu có hai cái rương thôi chứ. Rồi, lấy hết mấy thứ cần thiết về. Sau đó tiếp tục đi thôi. Hình như xương rồng, đây xương bình thường mới được. Đứng lên,
Rồi, sau đó đi lấy cái quả trứng rồng bầu trời này thôi nào. Quả trứng rồng này may mà không bị con rồng nó ăn luôn á. Tại vì rồng hoang dã với rồng nguyên tố là hai loài khác nhau các bạn ơi. Rồi, lấy quả trứng rồng nè. Và trong rương thì táo vàng enchant luôn, tuyệt cú mèo. Và thuốc recon potion nữa. Ui, đừng đừng nha, đừng có đụng xuống nước nha. Ui, đụng xuống nước một cái là quay lại là mất tiêu bé rồng liền luôn á. Tại vì bé rồng sẽ bị kiểu như là không phù hợp với nước các bạn ơi. Ở đây tiếp tục là lọ thuốc nè và trái tim nữa hả? Được á nha, trái tim thì khá là tốt á. Rồi mình chỉ lấy những thứ cần thiết về thôi. Bên đây cũng vậy nè. Vừa hết những thứ cần thiết về. Và cái rương cuối cùng cho mình một cái bong bóng. Giúp hình như giúp mình nhảy cao và không bị sát thương kia rơi hả? Cũng được đó, và một cái quyển sách đào nhanh dưới nước khá tốt. Rồi thì mình thử coi gắn bong bóng vô được luôn nè. Nhưng mà nó lại bị trừ rồi. Giảm may mắn, nhưng mà cái nón mình lại cộng lại may mắn, nhưng nên chắc nó cũng không sao đâu. Trái tim thì mình sẽ đeo vô một cái nữa, lần này cho mình khả năng nhảy cao hẳn luôn một block đó các bạn ơi. Cái này 0,5 nè, với cái nào cộng 0,5 nữa ta, với cái ủng của mình nữa là thành cộng một block nhảy cao lên ấy, khá là tốt luôn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ cho bé rồng mình đi tiếp nha. Rồi đi tiếp thôi em ơi. Đi nãy giờ cuối cùng thì mình cũng gặp được một cái con rồng bronze rồi. Con rồng này sẽ cho mình cái vảy rồng bronze giúp mình có thể sửa lại bộ giáp rồng này. Nên mình sẽ cố gắng tiêu diệt một con nhá, để cái gì mang về còn sửa đồ nữa chứ. Rồi chuẩn bị chiến đấu nè anh bạn trẻ. Mình sẽ lấy cây kiếm này ra, bắn hắn trước một phát nỏ nhá. Rồi sau đó chiến đấu thôi. Ui ui. Ui mấy con rồng này có vẻ khá là mạnh đây. Mới nhảy xuống rồi đã đánh mình rồi kìa. Nhưng mà giờ đâu có sát thương lửa cho mình được, tại vì mình đã nhặt được hai cái Half Rotted Obsidian Skull ở cái khu vực Nether nè. Cho nên mình đã có thể kháng được lửa rồi. Và nó chỉ có thể gây được sát thương vật lý cho mình thôi à. Rồi ăn một cái trước khi chiến đấu với con rồng này tiếp nhá. Ui, muốn chiến đấu hả bé rồng? Được luôn, cho bé rồng mình ăn thịt nhá. Chắc bé rồng mình đang thèm thịt rồng hoang dã đây. Con rồng kia nó sợ nó chạy rồi kìa. Ui bé rồng. Ui chết rồi. Bé rồng mình chiến đấu anh dũng à. Rồi 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 cho ngồi xuống nè. Chuẩn bị ngồi xuống em ơi, đừng có chạy lung tung. Rồi ngồi xuống đi, để anh thịt con rồng này trước cái đã. Ngồi xuống. Rồi ngoan nha. Sau đó mình sẽ đặt ba lô xuống luôn, tại vì giờ mình đã khá là chật chỗ rồi ấy. Phải đặt ba lô xuống thì mới có thể chứa tiếp được. Rồi sau đó cất bớt đồ bên trong thôi. Và mình sẽ bắt đầu lướt đồ bên trong cái con rồng này nha. Rồi chuẩn bị nào, coi coi con rồng này rơi ra bao nhiêu vải nhá. Hy vọng càng nhiều càng tốt. Và ui có vẻ nhiều đây, 29 lận. Wow, thích thích thích. Rồi không biết nha, bé rồng của mình ăn được thịt rồng không ta, coi coi có đói không. Bé rồng của mình hiện tại đang no rồi, chắc chưa lâu lắm mới cho ăn được các bạn ơi. Nên mình sẽ dọn dẹp đồ và tiếp tục đi tiếp thôi. Hôm nay có vẻ mình giết được khá là nhiều rồng hoang dã. Và quên nữa, ở đây còn hang rồng mà, mình phải kiểm tra coi. Sách nè, hạt vàng, cái này là Jacqueline thôi, những cái Iron Jacqueline. Vàng Mana Kết Ship nè. Ở đây là tơ. Và một cái rương cuối cùng nè. Ồ, lại là Iron Jacqueline. Kệ, mình sẽ mang về một ít. Có gì mình sẽ làm cái bộ, à không, cái sợi dây xích này nè các bạn, dùng để xích mấy cái con vật nào mạnh mạnh mà mình không thể nào thuần phục hay là nuôi được ấy. Rồi, đặt bông hoa lại và tiếp tục lên đường thôi nào. Trên đường trở về nhà thì mình vô tình phát hiện một cái hang rồng biển nè. Wow, bé rồng ở đây nha. Như mình ở đây nha, anh sẽ xuống làm thịt cái con rồng biển này coi. Lúc trước mình nhớ là có một cái con rồng biển đã tiêu diệt mình rồi. Lần này chính là cơ hội để mình có thể trả thù. Đâu rồi, cái con rồng biển rồi. À đây đây, ui. Ăn thịt rồng luôn ha. À, căng rồi nha, cái này thì căng rồi nha. Ui, hai con ăn thịt một con. Này thì ăn thịt rồng hả? Sẽ cố gắng giúp bé rồng thôi. Ui, con kia nhỏ xíu mà đòi ăn thịt rồng, bị rồng quánh luôn rồi. Ui đói rồi, này thì dám chống với rồng. Hình như con này nó kháng sát thương của mũi tên hay sao ấy. À được 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 được, bắn được bắn được. Ý, mắc kẹt rồi. Đâu có làm gì được. Ui ui, mà nó bắn không có chuẩn cho lắm không. Ui nó định tấn công mình kìa. Run. Ui. Ui nó quật một cái mình gần chết luôn. Ui hên thiệt á. Ui may mà mình ha, nhanh mình
Chạy lên không thôi, mình chết ở dưới rồi, nguy hiểm quá. Giờ sao ta, mình phải lấy thức ăn ra mình ăn để hồi máu mới được, cũng như là ngủ một giấc để trị thương luôn nhá. Máu máu hồi lại rồi nè, may quá may quá. Rồi, ăn chuẩn bị chiến đấu nha Mimi. Mình sẽ cưỡi lên Mimi một cái nè. Giờ thì mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh thật sự của bé Mimi nhá. Đâu, tên nào nãy đâu, Mimi giận rồi đây. Mimi chuẩn bị khà lửa nè. Nướng con rồng này luôn. Dám quánh mình hả? Nướng chín người luôn nè. Còn con rồng hoang dã thì đợi xíu đi, ta sẽ nướng người sau. Ui, cẩn thận cẩn thận. Mặc dù mình cưỡi bé rồng nhưng mà khi mà mình bị nó quật một cái thì mình vẫn rớt khỏi lưng bé rồng nhá, nên phải lưu ý mới được. Rồi. Chuẩn bị thành rồng biển nướng nè. Coi nào coi nào. Nó còn mắc kẹt nữa. Rồi, chuẩn bị có món rồng biển nướng nha. Cho người ha, khỏi khỏi tắt vai tắt phái luôn. Chết queo rồi. Hơi con rồng biển này nó dai thiệt á. Ui, mi 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 mi, đừng 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 có xuống nước nào, đừng có xuống nước, đừng có xuống nước, cưng không xuống nước được đâu. Đây là mình sẽ lên người mi mi cái đã. Ồ, đụng xuống nước là em lại chạy tùm lum á. Rồi ở trên này ở đi, rồi đứng ở đây nha, rồi ngồi yên trên đây. Ui không chịu hả, ngồi yên ngồi yên ngồi yên ngồi yên. Rồi, đứng đó đi, anh sẽ xuống đây lấy đồ cái đã. Và con rồng biển nước này sẽ... Ủa, nó rơi ra vải nè. Răng nanh. Được có 6 vải và 24 cái răng nanh luôn. Con này vải thì ít mà răng nanh thì nhiều cái mọi ơi. Lần đầu tiên mình thấy loại rồng như vậy luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ lên cái chỗ trứng rồng để lấy nốt cái quả trứng rồng mà Moonlight này về luôn thôi. Mình sẽ không lấy quá nhiều đâu. Tại vì lấy nhiều quá thì mình về mình ấp không có hết á các bạn ơi. Đây, lấy thêm một quả trứng rồng Moonlight về nè. Giờ thì mình nhảy cực kỳ cao luôn á, kết hợp mà giữa cái bong bóng này rồi với cái đôi giày với cái trái tim này nữa nên mình nhảy rất là cao. Magic Mirror, một cái rương giúp mình có thể dịch chuyển về cái nơi spawn của mình. Wow, rương dịch chuyển. Xịn à nha. Wow, mình nhặt được đồ tốt rồi nè các bạn ơi. Còn bên này thì có voi sắt thôi. Ừ, có vẻ ở đây không có nhiều đồ tốt cho lắm nên chắc mình sẽ trở về nhà luôn các bạn ơi. Không có dòng dò ở đây nữa. Còn con rồng lửa hồi nãy chắc mình sẽ tha nó đi. Nhưng mà không được. Quên nữa, con rồng lửa này là con rồng Ron. Đúng là rồng mà mình cần luôn ấy. Nên thôi chắc mình sẽ cho bé rồng mình ăn thêm món tráng miệng là rồng Ron nha. Con rồng này thì... Rồi chết veo rồi. Nó khá là yếu với sức tấn công của bé Mimi ấy nên mình sẽ lút đồ nó nhanh rồi trở về nhà nhá. Dù là một con rồng nhỏ cấp độ 3 thôi nhưng mà nó rơi ra được 16 vải là vui rồi đó. Giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Trên đường về mình gặp thêm được một cái con rắn biển nữa nè. Mình sẽ làm dấu ở đây một điểm màu đỏ đi. Từ từ mình sẽ đưa lại đây và làm thịt cái con rắn biển đó sau nhá. Không có gì phải vội đâu các bạn ơi. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục trở về nhà nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã trở về nhà rồi các bạn ơi, và bé rồng lửa của mình vẫn chưa có lớn nữa. Để coi coi nào, giờ có đói không để mình còn cho ăn. Đây đang đói một xíu nè, cho ăn đi để mau lớn nhá. Chứ Mimi thì lớn tới từng này rồi nè mà bé rồng đỏ vẫn chưa có lớn nữa. Và quả trứng rồng nướng của mình thì vẫn chưa có đồng tỉnh gì các bạn ơi. Và giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái nha các bạn, quá trời bừa bộn rồi nè. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái cây kéo kim cương nhá. Tại vì rồng Mimi của mình nó đã đủ lớn để có thể lấy vải rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy vải từ từ nhá. Rồi khi nào đủ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo nguyên một bộ giáp bằng vải rồng Ather, có cả khiên này, cung nữa và kiếm và tất cả các dụng cụ khác bằng đồ của Ather nhá, xem sức mạnh nó như thế nào. Còn riêng về bộ giáp thì rất là hay luôn, từ từ mình sẽ chế tạo nhá. Và với số vải này thì mình vẫn chưa có làm được gì hết ngoài cây kiếm nên thôi chắc mình sẽ để dành đi và mình sẽ bắt đầu với một trận chiến với một con rồng thực sự. Đây chính là sức mạnh của những con rồng hoang dã nhá. Và những con rồng này thì nó sẽ không ở trên mặt đất đâu các bạn ơi, mà nó nằm ở dưới cái hang ấy. Giờ thì mình sẽ trở lại cái hang rồng này, mình sẽ bật cái tọa độ lên một cái và tới đó luôn. Nhưng mà trước khi đi thì mình cần phải chuẩn bị thêm đồ cái đã. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái hang rồng và có một trận đại chiến với nó thôi. Dịch chuyển lại nè, cái hang này khá là sâu dưới lòng đất luôn á, và bây giờ thì mình cần phải đào xuống bên trong một xíu. Rồi chuẩn bị nè. Ui có vẻ khá là sâu đây, không biết đây là con rồng gì nữa. Ui nhưng mình đào lố rồi. Ủa, con trỏng nó tối ôm rồi các bạn ơi. Chưa, để mình thắp đuốc lên cái đã. Đây.
Ui, nó đang ngủ kìa bà, đây là rồng Gray thì phải, rồng bạc. À, rồng xám chứ. Ui chết chết, đệ tử nó phát hiện mình rồi. Con K-Fron này, K-Fron nè, này thì dám phát hiện mình hả? Ủa nó vẫn chưa hay biết gì hết. Chưa, để mình tấn công nó từ phía sau nha. Giờ mà nó tỉnh dậy một phát á là mình quánh nó liền. Ui nó tỉnh rồi. Chạy đi chiến đấu với nó liền luôn. Ui chết rồi, nó tỉnh rồi các bạn ơi. Wow, nó gấp mình kìa. Không biết bộ giác. Phù hỉ đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác. Này thì Rayran hả? Mình cần phải tắt đuốc lên. Ui, giờ mình đã cán được lửa rồi nên bị chiến đấu. Ôi con này chơi xấu quá, nó nhét cái người mình lên trên nóc của cái hang của nó. Cái nào mình bị mất máu hết rồi. Dám chơi xấu hả? Chơi xấu là bị phạt nè. Và giờ thì mình nhảy cũng khá là cao nữa nên mặc dù nó bay, mình vẫn có thể khều tới. Không chịu xuống đúng không? Không chịu xuống thì mình sẽ dùng nỏ. Xuống thì mình sẽ cận chiến, còn không xuống thì mình sẽ dùng nỏ thôi. Có nhiều cách để tiêu diệt con này lắm. Phải tiếp tục chiến đấu thôi anh bạn. Con này thường sẽ cấp 5 á các bạn ơi. Và khi mà cấp 5 á thì nó sẽ dễ rơi ra quả trứng rồng hơn. Nên mình sẽ cố gắng tiêu diệt một con như vậy. Rồi, chịu thua đi. Ở đây tối quá, tắt đuốc lên cho nó sáng nào. Chiến đấu thì cũng phải có ánh sáng để có thể quan sát dễ dàng chứ. Rồi thắp thêm cây đuốc nè. Sau đó tặng thêm một cái phát nỏ luôn. Tặng người phát nỏ nè. Chiến đấu tiếp thôi. Ui chưa bắn hả? Bắn nè. Rồi tiếp tục chiến đấu thôi nào. Và hình như nó bị sảng hay sao rồi. Nó cứ quay mòng mòng hoài kìa. Đây là hậu quả của việc mình đánh nó quá nhiều các bạn ơi. Giờ nó đã hình như là bắn loạn lên rồi kìa. Nó cứ quay hoài à. Chịu thua đi. Một mũi. Giờ giống như là chích thuốc vậy đó. Cái bon này nè nhìn rất là giống cái mũi kim tiêm luôn. Mình sẽ găm vô người nó nè. Chưa. Găm vô đầu người nè. Găm vô cánh người nè. Và găm vô thân người. Rồi thì cận chiến luôn. Ui con này nó to vậy ta. À mình biết rồi. Nãy giờ mình dính hiệu ứng yếu đuối nè. Thảo nào mình quánh nó không có nhiều sát thương ấy. Cuối cùng thì mình cũng đã cho con rồng này yên giấc rồi các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy đồ trong người của nó nha. Hơi đánh với con này mệt cả người luôn á. Rất là lâu luôn các bạn ơi, nó khỏe lắm luôn ấy. Rồi giờ thì bắt đầu lấy thịt nó thôi. Cầm katana lấy thịt cho dễ nè. Pạc pạc hả? Pạc pạc. Ủa? Chưa, để mình xuống đây coi. Đây, lấy thịt từ dưới phần bụng nó nè. Rồi để coi nào. Nó kìa. Cắt ra. Vẫn là vải. Có rơi ra trứng không? Không, cắm cây đuốc lên cho may mắn xíu coi. Rơi ra trứng thiệt kìa. Ui, một quả trứng rồi. Chưa. Rồi lấy thịt tiếp. Tiếp đi. Hả? Đây. Còn một quả trứng nữa. Hình như con này là con rồng cái đang mang thai sao các bạn ơi. Rơi ra rất là nhiều vải luôn nè. Với lại trứng nữa, hai quả trứng luôn. Wow. Và rất là nhiều xương. Modern of Dragon. Mẹ của rồng hả? Thành tuổi gì ngộ vậy? Đáng ra phải là baby of Dragon chứ. Và mình được một quả trứng rồng red. Cũng như là cái này là gray. Wow, tuyệt cú mèo. Bên đây thì là kim cương cũng như là emerald thôi. Ở đây còn có kim cương nè, mình sẽ lấy về. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã có thành quả, đó chính là hai cái quả trứng rồng này. Đây là thứ mà mình thích nhất. Sắp tới thì mình sẽ tiến hành up hai cái quả trứng rồng này nha. Và đặc biệt hơn thì mình đã có được một bộ sưu tập đầu rồng khá là đồ sộ rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành treo nó lên nha. Nhà mình thì không biết treo đâu nữa, nhưng mà mình sẽ lựa những cái đầu rồng có cùng cấp độ nè. Mình sẽ treo nó cạnh nhau nha. Đây hai cái này giống nè. Một cái ở đây. Nhà mình có những cái cột á, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở đây có thêm hai cái đầu rồng có cùng cấp độ nữa nè. Hai cái cấp 3 đúng không? Mình sẽ treo đây một cái. Một cái này thấp xuống xíu đi cho nó ngang với cái kia các bạn ơi. Đây một cái nữa. Ui nhầm. Cái cấp 5 nó sẽ to rất là nhiều. Ở đây còn hai cái nữa nè, mình sẽ đặt vô đây. Cũng ở thấp một xíu.
ở đây và cuối cùng là ở bên đây. Và cái đầu rồng bự nhất á thì mình sẽ treo phía trên nhá. Đây, treo tuốt ở trên này nè. Wow. Nhìn sơ qua ai cũng biết đây chính là nhà của kỵ sĩ rồng rồi nè. Đầu rồng treo xung quanh đó các bạn ơi. Rồi, và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiến hành ấp những quả trứng rồng này cũng như là chế tạo những cái bộ giáp và dụng cụ từ vải của rồng Arthur nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Cùng giờ thì bye bye.